Hello mọi người, các bạn chào ông chú, các bác với chị với chú. Mình là Andy, mình mới cắt tóc xong rồi ghé vô cái quán này, là quán Hỷ ở dưới đường Bosa với đường với Brookings á, nó cái bằng quán Hỷ á. Thì nghe nói cái tiệm này cũng ngon lắm, có ba món chánh cống, bánh bèo với bún bò Huế với mì quảng là ngon. Ở đây ngon thì nó cái tên này kia bằng quán Hỷ đó, thì cũng như cái tiếng Việt Nam mà quán Hỷ là cũng như là vui vẻ đó, cái Hỷ là vui á. Thì mình ghé vô đây mới có tóc xong, mình ghé vô đây ăn. Hy vọng là các bạn với mọi người ăn chung với mình ha. Thì chào các bạn, mình mới đi làm ra, mình cắt tóc xong rồi cái mình ghé vô đây, đói quá ghé vô đây ăn. Hồi sáng giờ chưa ăn gì hết, thì hy vọng thích cái các bạn thích với ăn chung với mình với đồ Việt Nam, bánh bèo với mì quảng. Mình ăn hai món, thì các bạn, hy vọng các bạn nếu mà mình nói cái gì sai thì các bạn đừng có buồn, đừng tha lỗi mình ha. Thì tiếng Việt Nam mình không có rành, thì hy vọng các bạn ăn chung với mình bữa tối, là bữa nay là thứ bảy, ghé vô ở Westminster với đường Bosa đó, ở dưới Cali á, bên Mỹ á, thì ghé vô đây ăn thử coi có ngon không. Ok, hy vọng các bạn ăn chung với mình ha. Cảm ơn các bạn, chờ chút ha. Cái này là bánh bèo nè các bạn, bánh bèo nè, quán Hỷ bánh bèo nè, bánh bèo của quán Hỷ nè, cũng thấy hấp dẫn quá ha, thấy không, cũng thấy ngon á. Quán bánh bèo nè các bạn, quán Hỷ ở trên đường Brookings với gần Magnolia với Brookings á, quán Hỷ. Bánh bèo này hấp dẫn quá các bạn, thấy ngon quá, thấy không. Xin chào mọi người, hy vọng mọi người ăn chung với mình tối nay thứ bảy ở bên Cali, ở trên đường Bosa đó, Westminster đó. Thì cái quán Hỷ này nghe nói mì quảng, bún bò Huế với bánh bèo, ba món là chánh cống. Mình ghé vô đi làm ra, cắt tóc xong cắt tóc cho nó cao, cho nó mát, với bữa mình tóc dài quá, nóng quá, thì bữa nay đi làm ra mới chạy ghé vô cắt tóc Việt Nam á. Mấy người thợ Việt Nam cắt tóc xong rồi cái mình ghé vô đây ăn thử coi có ngon không. Thì đang đói mà hồi sáng giờ chưa ăn, hy vọng là các bạn ăn chung với mình ha. Đây nè, bánh bèo các bạn. Ồ, bánh bèo ngon chưa, thấy không, thấy ngon không. Hy vọng các bạn ăn chung với mình ha. Đông lắm các bạn ơi, ở đây Việt Nam đông lắm. Mình là lần đầu tiên mới vô cái quán này á, ăn thử coi có ngon không. Mời các bạn ha, mời các bạn ăn chung với mình ha, mời các bạn ăn thử rồi các bạn coi ngon không. Các bạn, bánh bèo nè các bạn. Bánh bèo nè, thấy không? Ăn với nước mắm. Ăn với nước mắm. Rồi coi ngon không? Chè nè. Thấy hấp dẫn đó các bạn, hấp dẫn đó. Bây giờ quán này ăn bữa tối cũng thấy đông luôn các bạn. Mời các bạn ha. Ngon, ngọt ngọt béo béo, vừa ăn ngon các bạn. Ngon, ngon. Một dĩa này có tám cái bánh bèo, tám cái dĩa nhỏ nhỏ vậy nè, thấy không, dĩa nè, bánh bèo ngon lắm, ngon lắm mọi người. Mọi người lại đi ăn đi, thấy không? Bỏ nước mắm vô vậy nè, bỏ nước mắm vô, đầu lấy cái muỗng á, nảy nó ra, nảy cái bánh nó đang dính á, đang dính cái dĩa đó, nảy nó ra, nè, các bạn, thấy không?
Nào, thấy ngon không? Ờ, à, nó rớt rồi. Sorry, nó rớt rồi. Nước mắm ngọt ngọt, rồi nước mắm ngon, rồi cái bánh bèo á nó cũng ngon, mà nó cũng hơi béo béo, cũng ngon. Người ta xài nước mắm, người ta ớt hiểm á, làm nước mắm, làm ớt hiểm nó cay cay, nó không có cay gì mấy. Đó nè các bạn, thấy không? Thấy không? Đây nè, họ lấy cái này, lấy cái này vẽ nó ra, vẽ ra cái bỏ cái miệng như nè. À, các bạn ăn, ăn chung mình nè. 1, 2. Ngon. Ngon quá các bạn ơi, ngon. Ăn ba cái dĩa rồi á. Ăn cái tư, bằng cái tư nè. Thứ tư nè các bạn, thứ tư dĩa nè. Bỏ nó mắm vô. Mắm vô. Nè, thấy không? Bỏ nó mắm vô đây. Rồi cái nậy nó ra. Nậy nó ra. Thấy không? Nậy nó ra giống vậy nè. Đó. Rồi cứ bỏ vô miệng. Béo béo ngọt ngọt. Nó có tôm, nó có hành. Nó có tôm, có hành. Cái này ăn chơi thôi, không phải là ăn no, phải là ăn chơi các bạn. À, bỏ vô. Bỏ nó mắm vô nó giống vậy nè. Thấy không? Lần này dĩa lần thứ 5 nè. Cái nhỏ nhỏ. Nè các bạn. Thấy không? Cái nhỏ nhỏ vậy nè, thấy không? Đó. Để cứ bỏ vô miệng. Ngon. Mắm quá ngon. Này, cái dĩa thứ 6 này các bạn. Cái dĩa thứ 6 rồi á. Đó, thấy không? Nảy nó ra, nảy ra kìa, nó dính á. Bỏ vô miệng. Ngon tuyệt vời. Nó vừa ăn cay cay, béo béo. Rồi, cái này là thứ 7 nè. Các bạn, thứ 7 nè. À, mình thích ăn đồ Việt Nam đó các bạn. Mình ở dưới San Gabriel á, dưới Rosemead á, chỗ đó là chỗ tàu, thì không phải là giống quận Cam này ở dưới Westminster, thì ở đó thì đồ tàu không mà ít, đồ Việt Nam, nhà hàng Việt Nam dở lắm. Thì mỗi lần mà mình cắt tóc đó, ở dưới đây á, chạy xe làm series đồ, cắt tóc ở đây cỡ 10 phút à, 20 thì ra mới cắt tóc xong rồi ghé vô cái quán này ăn luôn. Ngon. Béo béo ngọt ngọt cay cay. Ngon. Thì nó có tôm á, tôm nó xay rồi á. Cái bỏ vô bánh này, cái này là chót này, cái này là số 8 này các bạn. Một mâm này là 8 cái bánh xèo. 8 dĩa nhỏ bánh xèo. Ăn cũng được. Đó, cái này nó thịt không mà cái chót nè. Cái chót này thịt không. Cái chót nè. Ngon. Xong rồi các bạn. Nè, xong rồi nè. 8 dĩa nè, xong rồi nè, thấy không? Ăn chơi thôi.
cái món thứ hai là ra cái này bún cái mì quảng thứ hai ra, thì hy vọng các bạn ăn chung với mình ha. Cay quá, cay quá, cay quá. Này đá lạnh nè các bạn. Thấy không? Mới cắt tóc ra thấy đẹp không các bạn? Thích cao cao cho nó mát. Chứ nóng quá một bữa tóc nó mọc ra rồi nó dài quá rồi đi làm. Đi làm á, bán xe thì cực quá. Thì bữa nay cắt cho nó mát để nó mai chủ nhật rồi thì nó khỏe hơn, nó mát hơn. Bởi vì làm gì cũng vậy phải cắt tóc cao cao cho nó mát, cho nó đẹp trai chút, làm video cho các bạn coi thì làm cho video cho quay cho các bạn coi dễ để đẹp trai chút cho các bạn khoe, phải không? Phải không các bạn? Thì đây cái quán này bây giờ đang đêm khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ tối rồi á. Thứ bảy á thì nó cũng đông khách. Nhiều người ăn lắm các bạn. Quán này ăn cũng ngon. Các bạn vô thử đi cái bánh bèo á. Ô mình quay cái bánh bèo nha. 1 tới dưới 10 á, cái bánh bèo này mình quay cỡ 8. 1 tới 10 cái scale á, điểm á, thì mình grade cái bánh bèo này 8 điểm. Thì nó bánh bèo nó béo, rồi nó nước mắm, nó xài nước mắm ớt hiểm, không phải là ớt đỏ, ớt hiểm, nó cũng cay cay chút chút, rồi cũng ngọt ngọt, nước mắm nó cũng ngọt ngọt, vừa ăn không có lạc, không có mặn, thì cũng vừa cái miệng mình á. Mình thấy cái tiệm này cũng rẻ, cũng mười mấy đồng một phần thì cũng rẻ, không có mắc gì mấy. Thì bữa nay thì ăn cho biết, ăn cái mì quảng với bánh bèo cho biết để cái order mình thứ hai nó gần ra rồi các bạn, mì quảng gần ra rồi, các bạn chờ chút xíu ha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người. Cheers mọi người. Ban đêm Cali này cũng nóng lắm các bạn, bữa nay là cũng bảy mấy độ thì nó cũng không có lạnh mấy, không có nóng mấy, thì nó cũng nó không có mát mấy mà nó cũng gió nhiều á, thì gió mà không có lạnh, không có nóng cũng vừa các cái bún bò quế mình ra đi giờ. Dạ dạ cảm ơn em. Đó mì quảng mình ra nè các bạn. Thấy ngon không? Dẫn không? Thấy không? Đây nè. Trời ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Cho các bạn coi nè. Đó mì quảng nè các bạn. Thấy không? Mì quảng nè. Bên nước Mỹ nè. Cali ở dưới quận Cam nè. Đó. Ở đây là mì quảng đặc biệt nha. Cái này đặc biệt, cái này có đậu phộng, có tàu kỳ, có đậu hũ, có tôm, có bánh tráng, salad. Đó, thấy không? Thấy hấp dẫn không? Thấy ngon không các bạn? Bánh tráng nè, với salad nè. Đó, thấy không? Cũng hấp dẫn quá các bạn ha. Thấy không? Ngon không các bạn? Đó. Hết giận. Ở đây nó cho một dĩa chanh với ớt. Đó. Đây nè các bạn. Này là món thứ hai. Này là món ăn no mình á, kêu bằng mì quảng Việt Nam. Mì quảng đặc biệt. Đó. Dạ, cảm ơn em. Đó, mì quảng đặc biệt là hấp dẫn quá các bạn, thấy không? Trời ơi nó đẹp quá, thấy không? Đẹp như mơ. Ồ, đẹp không? Các bạn đẹp quá đẹp ha. Ngon ha. Ồ, thấy không? Bánh tráng nè. Ồ, ngon quá ngon. Xin mời các bạn.
xin mời các bạn ăn chung với mình ha mọi người. Chén, cái đũa nè, đó, mình còn nước. Bây giờ mì Quảng là mình ăn không có lần này ăn thứ hai à. Thứ hai thì các bạn không có ăn mà nhiều kể mình không biết mì Quảng á. Thì bữa nay ăn cho biết. Bây giờ chưa ăn mà mì Quảng. Ăn lại lần thứ hai là hàng chi không có biết nhiều gì mấy. Ăn phở nhiều. Thấy không? Bánh tráng này, bánh tráng này các bạn. Đây nè các bạn. Cái này là hủ tiếu với thịt cái này là thịt heo hay thịt gì á, heo. Nè, ăn thử nè. Xin lỗi các bạn. Cái tàu này như khổng lồ vậy, tô đặc biệt này các bạn. Nhiều. Tô bự lắm, tô bự như đó, thấy không? Ăn vậy nè các bạn. Bỏ thịt, bỏ hủ tiếu với ở trên bánh tráng với cái thịt heo đó. Bỏ vô rồi vậy bắt đầu ha. Mọi người ăn chung với mình ha. 1 2 3 sắc quá, chờ chút nha các bạn. Uống như giờ cho hỏi to. Ở đây cho miếng chanh nè. Miếng chanh mình nặn vô. Nặn chanh vô. Nặn chút. Tiếp. Thấy không? Cái này nè, cái này hủ tiếu mì á, mì Quảng á. Mình đã giống hủ tiếu á. Hủ tiếu giá với hủ tiếu. Ngon. Ngon các bạn. Nè. Chắc ăn kiểu gì mình không biết ăn. Chắc cắn về mong các bạn. Điếu mất. Lỗi nha. Khô quá. Xin lỗi nha các bạn. Nó sặc á. Sặc á. Đó, chắc ăn vậy quá mình không biết ăn mì Quảng. Chắc bỏ lên bánh tráng thì cái nhai vô pha. Ngon các bạn. Không biết ăn đại đi. Bỏ vô bánh tráng được không? Bánh tráng vậy nè. Chia ra 1 2 3. Cái này thịt heo nè các bạn. Thịt heo nè, không thịt heo với bỏ mì hủ tiếu lên rồi vô cái bánh tráng với cái thịt đó, bỏ vô miệng. Các bạn mời các bạn. Thôi quá thôi.
nó cũng ngon, vừa ăn không có mặn. Cái nước sốt đó, cái nước súp nó cũng béo béo. Vừa ăn có tôm, có thịt heo. Ngon các bạn, cũng ngon, tươi, thấy không, tươi nè các bạn, thấy không, bỏ vô miệng cắn nè, cắn thử nè, 1, 2, 3, ngon, thấy không, nè thấy không, bỏ vô đây, rồi có ở đây nó có thịt nữa, có thịt nó bỏ miếng thịt vô, bỏ lên. Cũng ngon. Ở đây cũng nói đúng chứ. Ba món trên cống, bún bò Huế, mì Quảng, bánh bèo, ba món mà ngon hết. Các bạn lại đây ăn thử đi. Có một cơm mì mấy đồng dĩa à, cũng rẻ các bạn. Tô nó cũng còn nguyên tô luôn. Xin lỗi hồi nãy giờ mình sặc quá. Ớt chứ. Tôm nhiều lắm các bạn, thấy không? Tôm nè, thấy không? Cơm á cũng ngon. Mình ta không sao, người ta không có bé cái vỏ ra ha. Để cái vỏ đi chứ nó ăn không có ngon. Phải lấy ra chứ. Cái vỏ vô ăn nó cứng cứng á. Nhưng không, mình ăn quen mình lấy cái vỏ ra luôn, mình ăn gì cũng vậy. Nè thấy không? Mì nè các bạn. Cũng được. Cháu cho em cho thêm nước lạnh được em. Nè các bạn. Nha. Mì với salad nè. Đó. Cảm ơn. Không biết cái này là chảo tôm hay là đậu hũ nữa, thấy không? Cái bự bự như nè. Mình cắn thử coi coi là cái gì. Chảo tôm. Ngon. Đẹp tôm các bạn, thấy không? Đó. Cái tôm nó cũng tươi chứ. Ngon. Tôm tươi các bạn. Vừa ăn béo béo vậy. Cái mì đó nhất định là cái mì phải béo béo. Ăn no các bạn ơi. Ăn no rồi á. Thấy không? Mì nè.
mì nè. Ngon. Để tôm, tôm nè. Thấy không? Tôm em. Mình nhai cái đầu đầu tôm á, rồi nước nó ra nó béo mà nó ngọt ngon dễ sợ. Mình không thích cái da cái tôm á các bạn. Dĩa bánh bèo như cái này là tô thứ hai rồi, no rồi. Cái này là gì ta? Ô, thịt heo. Đây cái mì quảng, cái tô này người ta cho tôm nhiều lắm các bạn, salad này. Gần xong rồi các bạn, một nửa rồi không? Thì mình grade, mình giờ bây giờ mình tính cái điểm cái mì quảng này, cái mì quảng này ha, 1 tới 10. Bây giờ mình chưa, xin lỗi, mình chưa ăn mì quảng cho mình không biết mì quảng là ngon là không ngon, thì mình ăn cũng vừa cái miệng của mình rồi, thì nó cũng vừa ăn, nó cũng vừa ăn với không có mặn, không có lạc, béo béo, ngọt ngọt. Thì 1 tới 10 thì mình tính cái tô này là 1 tới 10, mình tính là 7. Cũng ngon, số 7. 1 tới 10 là cái số 7 là cái điểm ngon. Nếu mà mọi người ở gần ở Cali mà quận Cam á, ghé vô cái quán này ăn, quán này ăn cũng được lắm, giá vừa cả, không có mắc gì mấy mà ăn cũng được. Cái quán này chắc mới remodel rồi các bạn, cỡ 1-2 năm rồi á, mà cũng nghe nói cái quán cũ ở đây là cỡ 20 năm rồi, mà mới remodel cũng như là mới làm cho nó đẹp lại đó, thì cũng 1-2 năm rồi. Hy vọng các bạn ủng hộ mình ha. Nếu mà các bạn thích cái video clip này của mình đang chiếu cho các bạn coi á, thì các bạn nhớ ủng hộ mình, bấm like là thumbs up á, rồi với bấm subscribe xong rồi share cái video này cho các bạn của bạn coi, hay là anh em của bạn, hay là các bà con của bạn coi, ok, thì ủng hộ mình ha các bạn ha. Nhớ bấm thumbs up là số 1, rồi bấm số 1 xong rồi cái bấm subscribe mình, ủng hộ mình đi ha, rồi share cái video mình cho bạn của bạn, các bạn coi, thôi là anh em của các bạn á, cho các bạn coi cái mình làm video ăn tối bữa nay thứ 7 ở bên Mỹ, bên Cali, ở dưới quận Cam.
đó, thấy không? Thấy ngon. Ngon quá, nó không vô các bạn. Mình không có ăn nhiều các bạn ơi, mình ăn ít lắm. Mà bữa nay gán nha. Hồi nãy thấy một dĩa bánh bèo thì có 8 phần à. Thì 8 cái bánh bèo tưởng ăn không no đó, thêm thêm một phần nữa, thêm thêm một phần mì quảng nữa. Mà bây giờ ăn nửa chừng là ăn no quá rồi nuốt hết vô. Cũng gán nuốt. Chắc mà một tô mì quảng này cũng 15-16 đồng à, 15-16 đô à. Nước cũng nhiều, đậu phộng nhiều, tôm nhiều. Thật nhiều. Cũng nhiều, cũng nhiều á. Chỉ là bánh bèo là ít à. Mình khoái ăn cái salad với cái chảo tâm. Tôm cũng còn các bạn nha. Ăn cái này phải dùng tay, không dùng tay không có không ngon. Mình rửa tay rồi nha các bạn. Ăn gần hết rồi. Nè còn tôm nữa không? Ngon quá. Trời, cho tôm nhiều quá. Ăn bể bụng. Ăn hết rồi các bạn. Rất là ngon. Đậu phộng với cái nước sốt á, vừa ăn ngon, béo béo. Các bạn lại ăn thử là biết nè, ngon. Đậu phộng ngon quá. Hết rồi các bạn, thông cảm nha. Rồi xong rồi các bạn, no quá rồi, no, thấy không? Quá bể bụng rồi. Good. Too full. Ngon quá các bạn ơi. Thông cảm giùm thôi các bạn ha. Nước này, nước lạnh, nước đá nè. Yeah.
rồi các bạn ơi, ngầu quá rồi. Hy vọng các bạn, cảm ơn các bạn coi cái video clip của mình bữa nay ở bên Mỹ, đời sống bên Mỹ. Thì ở đây là quận Cam, ở dưới Cali á, thì nó kêu bằng đường Bosa đó, đường Bosa với quận Cam á. Nếu mà các bạn hỏi bên Mỹ mà Việt Nam mình ở Cali mà quận Cam ở dưới Westminster á, ai cũng nói các bạn nghe. Mà thì mình ở bên Mỹ này cỡ 1980 đến giờ các bạn, thì mình ở Mỹ này cũng 42 năm rồi. Thì hồi nhỏ tới lớn mình sống ở bên Mỹ, hồi nhỏ thì sống ở bên quận Cam ở dưới Westminster này, sau này cái ba mình mở nhà hàng Pháp á, thì mình dọn về ở ở Murray Park á, thì nó nằm ở dưới lốt á, thì dọn về nó tới bây giờ luôn. Bây giờ mình cũng cũng còn ở dưới lốt á, nó kêu bằng thành phố San Diego như Rosemead với Murray Park á. Thì bữa nay cắt tóc xong rồi cái nghe cái quán này ăn mì quảng với bánh bèo là chánh cống ngon đó, mình ghé vô ăn xong coi rồi cái tối chậm nó đi về, tối nay hỏi ăn luôn, đi tắm rửa rồi coi TV đi ngủ luôn các bạn. Thì cái video này cũng cuối cùng rồi các bạn. Thì cảm ơn mọi người với các bạn, chú bác anh em cũng coi cái video clip của Andy, ok Andy. Thì hy vọng mọi người nhớ ủng hộ mình, bấm cái số 1 á, thumbs up á, rồi bấm số 1 xong rồi cái bấm subscribe mình để cho mình lấy một điểm tối nay. Rồi bữa nay tới 7 ban đêm rồi cỡ 7 giờ tối rồi đó, nhà hàng đóng cửa. Thì hy vọng nhớ nha, bấm thumbs up là like á, bấm subscribe rồi share cái video mình cho bạn của bạn coi, hoặc là anh em của bạn coi, để ủng hộ mình, để cho mình như view coi với subscribe để mình lấy được 1,000 subscriber. Thế đó, để mình làm xin lỗi thì mình tiếng Việt cũng không rành, thì các bạn đừng có trách mình tha lỗi mình. Thì cái video này cảm ơn các bạn coi cái video của Andy bữa nay nha, thứ bảy nha. Thì cảm ơn các bạn, mình xin chào các bạn ha. Cheers các bạn, cheers. Bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn nhiều. Bye bye. Đây là cái menu của cái quán này là các bạn, cũng giá cũng rẻ lắm, không có mắc gì mấy, cũng bình thường, thấy không? Đó, thấy không? Thì có cơm, có bún, có bánh bèo, có bún bò Huế, có đầy đủ hết, thấy không? Cái quán ở đây nè, thấy không, cũng đẹp lắm. Đó, có hồ cá nữa nè, không, hồ cá với mấy người công viên ở đây cũng đẹp lắm. Giờ đóng cửa rồi, xin lỗi các bạn. Dạ, cho em hai cái bún bò Huế được không chị? To go. Dạ, vậy thôi. Cảm ơn nha. Đó, quán đẹp quá ha. Sạch sẽ. Quán này sạch sẽ lắm. Đó, đẹp chưa? À, ông chủ nè. À, ông chủ đó. Quán đẹp không? Đó, thấy không? Đó, quán này đẹp ha, có cái hình nè. Đẹp chưa? Hình Trung Quốc à, không? Đẹp. Đẹp không? Đó. Quán đẹp quá. Đóng cửa các bạn, xin lỗi các bạn. Hồ cá nó đẹp quá, hai cái hồ cá luôn, phải không? Hai cái hồ cá luôn.
xin chào các bạn ha, mình quán này đóng cửa rồi, mình order cho cô luôn hai món bún bò Huế. Thì cảm ơn các bạn coi cái video clip của mình nha, nhớ bấm subscribe với bấm like mình nha các bạn. Bye bye.